Xin chào bạn trở lại kênh của Tính Mập TV. Thì lời tiên mình xin chúc các bạn và gia đình một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Đứng gần nhức đầu quá, đi xa xa. Hôm nay trời ui ui không có mưa nên bây giờ mình sẽ thả đàn chó ra chơi một chút. Bây giờ mình game cái này rồi. Bách hợp và kim cương lúc nào cũng được ở ngoài. Rồi đua tốc độ cao. Nghe mệt lại các bạn. Rồi thả ra liền, thả ra liền. Ơi đứng em coi. Ơi mệt quá. Cà tưng cà tưng cà tưng cà. Bất hợp chịu giỡn rồi các bạn coi kìa. Rồi đá vô cái xe của ba ông nội rồi kìa. Rửa rửa liền để nó xét cái liền á. Mẹ mặt đây. Cháu ngoại đây. Anh lúc kì. Bất hợp đây. Rồi con cờ bà có ba cái kìa. Nó trèo cao ghê chưa. Nghe. Hmm.
Rồi xuống đi chơi đi, xuống chơi đi. Đó ngày đu tôi hoài trời, không có đi đâu vậy. Rồi bách hợp cũng bắt trước leo nữa kìa. Rồi ngồi luôn kìa. Có bà bắt thảo rồi. Đó, thằng cò kìa các bạn. Đó. Quá wow, mình không nói chuyện là tay nhức răng các bạn. Dìm nú đau răng quá trời. Nói cái nó tăng luôn. Thôi xin dừng video tôi đây các bạn. Chúc các bạn một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào.